Cái gì nhỉ? Dạ Nguyễn Thanh Nhân ạ. Nguyễn Thanh Nhân à, có học Thành học lớp 12 ở đây. Dạ. Chúc cô mừng nhiều nha. Dạ. Tối nào cũng dạo chơi phải không? Dạ đúng rồi. Đẹp hết trơn nha. Hồ này là hồ Tây của Đắc Minh nha các bạn. Của thị trấn Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông nha các bạn ơi. Hôm kia đây đất nhiều, đất kia mát gần những giờ làm nha. Thường xuyên qua đây chơi quá ha. Dạ đúng. Ngày gần đây không? Dạ cũng gần. Chú ở Bình Dương xuống đây mình thấy đẹp quá, ghé quay vui. Dạ Bình Dương là chú mới tới sao? Mới giờ xuống mới đây luôn. Dạ. Cháu thấy chỗ này là Đắk Lắk. Dạ cháu thấy chỗ này là đẹp nhất cái đất miền. Ủa? Chả còn chỗ nào đi. Ủa ngày xưa ở quê kia là Best Solo vậy. Chú quay camera YouTube cháu này không? Dạ không ạ. Okay. Dạ, có đẹp có không ha? Đang có cái trước mà đang làm mà. Dạ. Cháu tên gì nhỉ? Dạ Nguyễn Thanh Nhân ạ. Nguyễn Thanh Nhân à, cháu học Thành học lớp 12 ở đây. Dạ. Chúc cô mừng nhiều nha. Dạ. Tối nào cũng dạo để chơi phải không? Dạ đúng rồi. Ở đây thoáng mát quá ha. Dạ. Toàn là học sinh ngày đông á ha. Dạ đúng rồi. Ở đây học sinh mới lâu lâu có mấy cô đi ra. Đi ra ở đây thật. Cháu là cô viên cô mừng nhiều cho cháu kịp rất nhiều năm. Bữa nào có nhớ mà coi hình mình lên kênh Temon Vlog coi nha. Đi dạo hồ Tây của Đắk Minh các bạn. Rất là đẹp nha. Cảnh quan đẹp mà con người cũng đẹp nữa nha các bạn ơi. Mọi thứ là đẹp nha. Các bạn nhìn cảnh hồ Tây Đắk Minh vào đêm các bạn nhìn thấy như thế nào? Không khí không khác gì đâu ạ. 22 độ. Không khác gì đâu. Ở đây là khoảng 19 giờ đêm là nhiệt độ rơi vào 20 độ C đó các bạn. Mọi thứ đều lạnh hết nha các bạn. Ok không? Của hồ Tây Đắk Minh nha các bạn. Rất là đẹp. Gốc thì bưởi này. Cá thì bưởi. Cá học sinh hết hả? Dạ. Chú thì đi ngang đây đẹp quá, ghé qua YouTube cho vui mà. Dạ. Cảm ơn các cháu nhiều. Ok. Chú comment có thể là cái chú thằng hôi lại cho. Cháu cái kêu cháu đây. Ok ok hết. Cháu đây, cháu ở Đắk Nông đây luôn. Sẽ quay cặp cặp luôn nha. Hả? Cá đẹp quá ha. Mày á chưa bằng người ta ăn đó ta đó ăn đó ăn đó có ai để quên chìa khóa đâu ta rồi để quên chìa khóa xe đâu ở đây là đang sương mù rất đẹp nha các bạn anh bây đem quay toàn cái hồ rất là đẹp. Nói đâu là cũng quay camera tới đó liền. Bạn nhìn bên trái bên phải tất cả bên nào nhìn đèn sáng lung linh lấp lánh. Hồ này có con cá rất là to nha các bạn.
Đây con cá rất là to, nhưng cá như là cá cảnh đây nha các bạn ơi. Nó không thuộc dạng là cá để làm thịt được. Đây là Singapore mini. Singapore đây là cái quốc đảo nhỏ của Singapore đấy. Các cháu nói Singapore. Thế thôi nhưng mình không biết. Mày đánh tên mày biết không? Mày đánh gì bé thật nhiều. Đây là thứ bảy thì tất cả học sinh được nghỉ học, chúng ta là ra đây chơi vui chơi và ngắm cảnh nha các bạn. Mình phải đi vào rất là đông. Đây được quay gần đằng này. Đây đây quay vô trong. Có thất tình rồi, ra cái hồ này mình có kiếm được người yêu không? Anh cũng chưa có người yêu hả? Nhắn cho luôn. Anh chưa có người yêu. Không mà chứ. Anh kẹp nữa. Hồi chia tay hả? Mà thất tình quá thì đừng có nhảy hồ nhá, khổ lắm nhá. Kể cho mẹ vừa đi nắng nhau. Để cho hồ nhảy. Nhiều báo bớt anh ạ. À. Nhiều báo bớt. Ghê vậy hả? Ở tối nay có đá nào chưa? Không, tao đi bên dưới hơn bên trong đấy. Nay quay đúng thứ bảy ha. Thế là mấy cháu là chơi xong rồi về đó hả? Về sớm chưa hả? Rồi ok, bye bye các con nha. Rảnh thì cứ lên kênh để xem là có hình cháu lên đây đấy. Cái cháu xin con mà mắt đi Vũ. Hả? Bây giờ kênh lên thì có kênh coi rồi, nhưng muốn mua cũng có lên. Vô coi xong rồi chúng ta vô chúng nha.